Thế hướng dẫn cho người dân chưa? Dạ, có rồi, anh thông báo luôn. Thông báo bao giờ mà người ta không biết? Các em có được thông báo không? Số y tế phường là bao nhiêu? Còn ngay y tế phường cho anh chưa? 036 ạ. Bao nhiêu? Đó chưa? Chị ở y tế phường Thạnh Lý Lợi đấy ạ. Tôi ở chỗ nhà trọ 966 đường Nguyễn Thị Định. Bao lâu thì đến? Khoảng đi khoảng mất khoảng 20 phút nếu mà không có chờ đi nhanh ấy, là 20 phút nếu mà không có vướng bởi các cái chốt chặn. Các em vào đây. Từ 38 đến nay thì cái tăng cường cái cơ sở y tế tăng cường, các em có nhận được nhiều cái cú điện thoại người ta đề nghị như là vừa thử đây không? Và đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Những cái chuyện đó thì tụi con hầu như giải quyết hết. Hầu như giải quyết hết. Ở bên đấy nó trục. Nhưng mà vấn đề ở đây ấy, chúng ta là chuyển xuống xã phường. Cho nên là phải cái người dân là phải được thông báo là khi ốm đau thì gọi ngay tại xã phường này. Từ chỗ các em đến đây chỉ có 2 cây số đúng không? Em đi xe máy cái là 5-10 phút là đến nơi nha. Thậm chí là 5 phút thôi. Thì từ 5 phút đến 1 tiếng là nó rất tốt. Giờ nay nhà mình còn những cái gì ạ? Dạ còn rau củ. Ví dụ như không còn thì gọi ai? Dạ không biết gọi ai. Ở đấy thì cái quan trọng không? Chỉ bình thường thôi. Dạ. Đấy thì đấy là cái mà người ta cần là cần đấy, cần đấy, xã phường là cần cái này, ông chủ tịch Cường ạ. Dạ dạ nhá. Tức là hiện nay anh phổ biến chưa đến nơi đến chốn. Để báo cáo Thủ tướng là bệnh viện này là bệnh viện quân dân y miền Đông, trực thuộc quân khu 7. 428 điều trị ở đây rồi thì cái số này các em thấy có khả thi không? Dạ có khả thi ạ. Có khả thi chứ. Dạ. Như vậy là đừng để nó ùn tắc lên cái tuyến trên nữa. Dạ đúng không? Dạ. Đấy thì đây là cái rất quan trọng. Dạ. Đây là cái chuyển hướng. Thay vì ta điều trị tập trung thì ta phân tán. Dạ. Mua theo a la carte là mua tự chọn. Thì khách muốn chọn mã nào thì em sẽ cung cấp. Ví dụ như em bây giờ là cái một ngày bình thường thì tiêu thụ hết bao nhiêu tấn hàng ví dụ? Dạ. Lúc còn gần giãn cách đó, còn tiêu thụ khoảng gần 15 tấn thì bây giờ hiện tại là còn 5 tấn hàng. 5 tấn. Thì tại vì cái đi lại của người dân hơi khó khăn chút nhưng mà vẫn đảm bảo được là người ta lúc trước là mua nhiều. Còn bây giờ mua đủ ăn thôi. Hàng hóa cho thầy đăng lên Zalo rồi đăng lên Facebook để cho khách hàng biết là mình ở đây đảm bảo đủ hàng, đừng có sợ. Các em cứ làm tốt ở đây ra lên cửa đây là được rồi. Dạ. Thì phường họ là tìm. Hôm qua thấy có xe quân đội xuống lấy hàng. Đấy xe quân đội xuống lấy hàng hỗ trợ. Dạ, mấy anh phường đây hỗ trợ rất là nhiệt tình. Báo trước này ngon quá. Dịch khuẩn nữa này. Đây là dịch khuẩn này, khẩu trang này. Thuốc này, thịt tôm này, cá hộp này. Và gạo để riêng ạ, rau để riêng ạ. Gạo rau để riêng. Gạo em để bên này ạ. Anh lo cái này thì mình phải chuẩn bị chứ không phải một tuần. Mà mình chỉ cần việc 3 tuần đi. Còn nếu mà nó 2 tuần được thì tốt quá. Không 10 ngày thì tốt quá. Mình phấn đấu. Chứ làm sao để cho người dân ở đâu ở đấy. Để cho nó không lây nhiễm là cái rất là quan trọng. Bác Thủ tướng phải xác định là phải chiến đấu. Không những là 5 ngày, 7 ngày mà phải 10 ngày, 20 ngày, thậm chí là 30 ngày cũng phải chiến đấu. Nhưng mà phải chiến thắng để trở lại bình thường nhá. Được không? Thì phải vừa vận động, vừa phải giúp đỡ nhưng vừa phải vận động, vừa phải kêu gọi. Là cái cảng đâu phải chỉ nói, không có hệ thống logistics nữa. Đâu cái lực lượng của quân đội đâu? Lực lượng của đội đâu? Lực lượng quân đội 3 người. Đó rồi. Đang đứng rồi. Triển khai điều trị tại nhà thì thế này thì những cái ca đó thì đã tạm